Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Như thường lệ, hôm nay bên em vẫn lên clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay thì em có rất nhiều iPhone nhé, Pixel có này, ngoài ra thì có thêm ít hàng Android giá rẻ nhé, trên dưới 2 triệu đủ loại, toàn hàng pin châu 5.000. Anh em quan tâm những dòng máy này thì có thể đón xem chi tiết trong video nhé. Cường em thì địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé, anh em gần có thể qua xem trực tiếp. Em ở xa bên em có gửi hàng ship code toàn quốc nhé, có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra bảo hành 3 tháng cho anh em. Anh em có thắc mắc về chi tiết sản phẩm như mua hàng thì nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại để trên màn hình nhé, hoặc là nhắn qua Facebook hoặc là bình luận dưới video cũng được. Ok, không mất thời gian của anh em, hôm nay em vào giới thiệu luôn nhé. Mấy cái con Android em giới thiệu anh em trước này. Đầu tiên là cái dòng Redmi 12C anh em nhé, Redmi 12C. Con này thì RAM 4GB, bộ nhớ 64. Đấy, màn là 6,71 inch, pin 5000 nhá. Pin 5000, dòng này thì pin anh em bao dùng cả ngày không hết luôn. Đấy, hàng này thì là hàng chính hãng nhá, 2C. Giá sẽ là 1.850.000 anh em nhá, 1.850.000. Đấy, có màu xanh kim than và con màu xanh ngọc này. Con này thì đắt hơn 50.000 nhá, vỏ nó đẹp hơn một chút. Đấy. Còn màu này là 1.850, còn này 1.9, ok cho anh em. Dòng này anh em mua cho con cái, mua cho phụ huynh thì cực kỳ hợp lý luôn nhé. Pin nó rất là trâu, pin trâu, màn to. Đấy, ok. Tiếp theo thì em giới thiệu anh em Oppo A32 này. Oppo A32 nhé, con này thì cũng là RAM 4, bộ như 64 này, màn 6,5 inch, pin 5000, giá 1.950.000. Đấy, 1.950.000 anh em nhé. Con này thì sẽ là màn đục lỗ. Đấy, màn đục lỗ anh em nhé, ok cho anh em. Đấy. Nói chung là những cái con này thì em bán cho anh em là hàng gọi là cấu hình vừa phải, và nó được cái là pin trâu nhé, điểm mạnh là pin trâu. Oppo 32 này thì giá 1.950.000, em có 3 màu anh em nhé, ba màu đều là màu xanh, nhưng mà lại màu xanh khác nhau anh em nhé, không cái xanh nào giống xanh nào hết anh em nhé. Ok cho anh em, bán đồng giá nha anh em nhé, 1.950.000. Tặng kèm đầy đủ sạc cáp cưng được gốc lưng cho anh em nhé. Ok, tiếp theo là con A23 này, Samsung A23. Con này cũng là chính hãng, 2 sim nhé, RAM 4, bộ nhớ 128 này, màn 6,6 inch, pin 5000, giá 2.950.000. 2.950.000 anh em nhé, main zin, màn zin. Máy cũng là full chức năng, không lỗi làm gì, không lỗi làm gì anh em nhé. Thì anh em thích Samsung thì anh em chọn sang cái dòng này, A23. Còn đời khá là mới nha anh em nhé, đời khá là cao anh em nhé, giá 2.950.000 này, 2.950.000. Rồi, tiếp theo là con Redmi 13C, con này thì RAM 6, bộ nhớ trong 128 này, màn 6,74 inch, pin 5000, con này thì giá 2.850.000, 2.850.000 anh em nhé, ok cho anh em. Con này thì màn rất là rộng rồi, màn cực kỳ to, sáng đẹp, hình thức còn rất đẹp nhé, cái này hình thức còn đẹp. Con này hàng chính hãng nhé, có khi là còn bảo hành nhé, em chưa check. Đấy, hơi cấn nhẹ một tí thì ở cạnh trên. 2.850.000 nhé, 2.850.000. Rồi, tiếp theo thì là Pixel anh em nhé. Pixel thì hiện tại là em còn Pixel 5 và 6. Pixel 5 và 6 nhé, hàng quốc tế, 2 sim, một vật lý, một e sim nha anh em nhé. Máy thì tất cả đều là máy zin, máy đẹp, hình thức còn rất đẹp anh em nhé, đẹp gần như là mới luôn, gần như mới anh em. Đấy, anh em nhìn này, chất sạc còn mới tinh nhé. Cái con này thì RAM 8GB, bộ nhớ trong 128 nhé. Đấy, màn là 6,1 inch, pin 4000, con này màn hình cực kỳ đẹp nhé, 4 viền mỏng đều, cực kỳ là cân đối nha anh em nhé, không nhiều con Android mà làm được điều này đâu anh em, cực kỳ cân đối. Đấy, Android thì đã có bản cập nhật 14 rồi nhé, anh em mua về có thể bấm vào là cập nhật luôn. Dòng này thì nó chạy Android gốc rất là mượt, được hỗ trợ lâu dài nhé, cập nhật rất là sớm luôn. Còn nào những dòng này được cập nhật đầu tiên nhé, được cập nhật đầu tiên. Pixel 5 này bên em đang bán cho anh em giá là 4.300.000 nhé, 4.300.000. Pixel 6 thì giá sẽ là 5.300.000. 6 này thì nó khác hẳn rồi, nhìn nó hầm hố hơn anh em nhé. Anh em thích màn rộng hơn thì chọn sang dòng 6 này. Con này thì RAM 8, bộ nhớ trong 128, chạy chip của Google sản xuất luôn anh em nhé, chip Tensor.
Đấy, màn là 64 inch, pin 4600, pin 4600 nha. Dòng này thời lượng pin rất là trâu, thời lượng pin rất là trâu anh em nhé. Máy cũng là Nine New đẹp kem, giá 5,3 triệu anh em nhé. Quốc tế 2 sim anh em nhìn này, trần sạc còn mới tinh. Hàng này hàng cực kỳ chất anh em nhé, cực kỳ chất, còn nguyên áp suất kháng nước đầy đủ cho anh em nhé. Cam này anh em nhìn này, 5,3 triệu anh em nhé, 5,3 triệu tặng kèm đầy đủ sạc cáp cường lực ốp lưng. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu anh em dòng iPhone nhé, hết Android giới thiệu anh em iPhone, iPhone từ cao xuống thấp anh em nhé. Đầu tiên là con 12 Pro, quốc tế 256GB, máy zin full chức năng, main zin màn zin anh em nhé, main zin màn zin. Con này thì máy em đang dùng nhé, đây là bản chính hãng, bản chính hãng VNA luôn anh em nhé, chính hãng VNA. Pin này em trước em đã thay một lần rồi, không cần sáng cỏ đâu, dùng cho nó ổn định, pin thay pin bóc máy màu vàng. Đấy, hình thức đẹp 9899 anh em nhé. Ok cho anh em, máy em vẫn đang dùng, giờ đổi con khác thì để lại cho anh em nhé. Giá em để cho anh em 8,8 triệu nhé, 8,8 triệu. Đấy, giá này chỉ bằng con 128GB thôi. Tiếp theo 12 thường này, quốc tế 64GB, con này cũng hình thức rất đẹp, con này thì máy zin nguyên còn áp nhé, con này còn áp, giá sẽ là 7,6 triệu anh em nhé, 7,6 triệu. Con này thì cực kỳ chất rồi, máy màu trắng cũng rất là đẹp. Đấy, thì anh em nào thích nhỏ gọn thì lên chọn dòng 12 hoặc 12 Pro nhé. Ok, tiếp theo em giới thiệu anh em 11 Pro Max này, 11 Pro Max quốc tế 128GB, cây này 128GB nhé, màn zin sáng đẹp, 128GB, pin thì trong máy nó báo 79 nhé. Ở ngoài máy tính nó bán là 81, nói chung là vẫn dùng ok, không có sợ đỡ pin đâu, dòng này pin nó khá là tốt rồi anh em nhé. Còn anh em thích thay pin thì em thay cho anh em giá hỗ trợ 200.000. Còn hiện tại máy này em bán luôn pin này nhé, giá sẽ là 7,500.000 nhé, 7,500.000 cả bảo hành 3 tháng nhé. Anh em lấy bao test giá 7,1 triệu, lấy bao test giá 7,1 triệu luôn anh em nhé, cực kỳ rẻ luôn. Rồi tiếp theo thì em có một con 11 Pro Max nữa này, con này là 64GB quốc tế nha anh em nhé, full chức năng, Face ID đầy đủ. Con này mỗi cái là màn thay, màn linh kiện anh em nhé, màn thay rồi, để cho anh em giá chỉ có 6,3 triệu thôi anh em nhé, 6,3 triệu. Anh em lấy bao test giá 6 triệu, lấy bao test giá 6 triệu anh em nhé, quá rẻ luôn, 11 Pro Max giá có 6 triệu. Tiếp theo đến 11 thường này, 11 thường có bản 128 và bản 64 anh em nhé, giới thiệu anh em 128 trước này, 128 máy zin đẹp. Đấy, màu trắng và màu xanh, bản 128 thì máy cực kỳ đẹp anh em nhé, gần như là mới 99. Đấy, anh em nhìn này, chưa vết cấn móp gì luôn. 128GB này thì anh em lưu trữ nhiều thì chọn sang dòng bản này nhé, thì nó thoải mái hơn. Còn anh em dùng ít thì có thể dùng 64 cũng được. 128GB chưa anh em. Con này là bản 2 SIM vật lý nhá, một SIM mặt trước, một SIM mặt sau. Anh em hay đổi SIM thì dùng bản 2 SIM vật lý này nó rất là tiện. Rất là tiện anh em nhá. Giá 6,7 triệu, 6,7 triệu, bản 128 nhá. Bản 64 thì em còn hai cây màu đen này. Hai cây màu đen, máy tất cả cũng là zin full chức năng, Face ID đầy đủ nhá. Face ID đầy đủ nhá. Giá 5,4 triệu, 5,6 triệu. 5,4 triệu, 5,6 triệu nhá, tùy máy. 5,4 triệu, 5,6 triệu này. Đấy, cây này 5,4 triệu này, tay pin không sạc cáp, nó sẽ báo pin như này, nó dùng thì chả vấn đề gì đâu. Đấy, giá 5,4 triệu cây này anh em nhé, cây này là 5,6 triệu này. Rồi tiếp theo em giới thiệu anh em XS Max này, XS Max quốc tế 64GB, máy cũng là full chức năng nhé, main zin, màn thay, màn này màn GX anh em nhé, màn GX hiển thị cũng rất là đẹp. Đấy, còn nguyên lớp ni lông ở siêu bóc này anh em, bóc ra là đẹp keng luôn, mà này nhìn rất là đẹp, ứng dụng được 8/10 so với zin nha anh em nhé, 8/10 so với zin. Giá sẽ là 4,5 triệu, 4,7 triệu tùy máy anh em nhé, 4,5 triệu, 4,7 triệu tùy máy. Có màu vàng đây anh em, có màu đen và màu vàng. Ok rồi, cuối cùng là iPhone 7 Plus quốc tế 32GB, máy zin full chức năng, cũng là zin full chức năng anh em nhé, 32GB vỏ zin nhé. Đấy, 7 Plus bây giờ kiếm vỏ zin nhìn đẹp như này cũng hơi hiếm á. Màu đen màu trắng, màu đen màu trắng anh em nhé.
giá 2,4-2,6 anh em nhé, tùy vào hành, tùy vào hành anh em nhé, giá 2,4-2,6. Ok cho anh em. Rồi cuối cùng thì anh em nào có nhu cầu mua hàng đặt hàng liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Chào các anh em nhé.